chuyện về người anh hùng, danh nhân làm rung động bao người và được truyền từ đời này qua đời khác, không bao giờ bị khúc đáp. Trong số những câu chuyện được ông, được bà kể, em vẫn nhớ như in câu chuyện về người anh hùng Nguyễn Văn Học, một anh hùng nhỏ tuổi có con cô các em nhỏ trong bom đạn của địch. Câu chuyện như sau. Nguyễn Văn Học là học sinh lớp 4B, năm học 1964-1965, trường phổ thông cấp 1, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1964, Tập Mỹ vừa đưa quân về miền Nam, vừa cho máy bay leo thang ra đánh phá các tỉnh miền Bắc nước ta. Chúng rất tàn nhẫn và hiểm ác, ném bom trong trường học và bệnh viện. Nguyễn Văn Học và các bạn mới đi học trong cảnh sơ tán dưới hầm hào, vừa học vừa lo lắng mọi thứ có trên máy bay hay trên học trên. Năm 1965, máy bay lật lội đã tới ném bom đánh phá xã Quảng Trung. Bài hát của nhạc sĩ Mộng Lân viết về gương anh hùng của
Yeah.